Xin chào tất cả quý vị các bạn, cùng trở lại với chương trình Chọn Bất Động Sản Đơn Giản Thôi Mà. Đây là chương trình sẽ giúp cho bạn có một quyết định đúng đắn nhất khi xuống tiền mua bất cứ một bất động sản nào ở trong tương lai. Và tiêu chí chung khi mà chọn bất cứ một bất động sản nào cũng sẽ gồm có 6 cái. Và 6 cái này đó là tổng kết của thế giới, người ta đã đúc kết lại rồi. Đó là pháp lý, cái thứ hai là vị trí, cái thứ ba là tính năng sử dụng, cái thứ tư là về giá, cái thứ năm là thanh khoản, và cái cuối cùng thì đó là hạ tầng. Và trong số trước thì chúng ta đã biết được 3 cái đầu tiên, và số này thì mình xin chia sẻ với mọi người 3 cái tiêu chí còn lại. Cái tiêu chí đầu tiên đó là về giá. Đây có lẽ là cái mà mọi người quan tâm nhất. Giá của một bất động sản ấy thì nó sẽ bằng là giá trị vật chất cộng với lại giá trị cảm nhận. Đó, giá trị vật chất ấy nó chính là xi măng này, sắt này, thép này. Còn cái giá trị cảm nhận ấy thì nó là cảm nhận của mỗi người về cái bất động sản đó. Đấy, khi mà các bạn mua cái bất động sản đấy thì các bạn ở đấy các bạn có cảm thấy nó an toàn hay không? Ở đấy có cảm thấy vui hay không? Ở đấy có cảm thấy tự hào hay không? Vân vân và mây mây. Đối với đại đô thị Vinhome Grand Park của Vinhome ấy thì đây là điều mà mọi người cảm thấy rõ ràng nhất. Cái giá trị vật chất thì nó quá ngon, cái này không cần phải bàn nhiều nữa rồi, chỉ cần nhìn qua thôi là mọi người đã có thể hiểu. Còn cái giá trị về cảm nhận ấy thì các cái dịch vụ này, các cái tiện ích ở đây nó là đã quá là thương hiệu rồi. An ninh thì là bố của tốt, ra vào là không thể nhộn nhạo được, đúng không? Dân cư, trình độ dân trí thì cao, xong rồi đông vui như Tết ấy. Chưa kể nhá, là mua nhà ở đấy xong nhá, đi đâu nói chuyện cũng cảm thấy tự hào. Oh my god. Wow. Như các bạn thấy ở trên màn hình đây thì một cái đại đô thị thực sự là quá là rộng. Đấy, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn, là sơ qua thôi, tí rồi mình sẽ đi vào chi tiết sau. Đấy, ở đây có cả công viên gym này, rất nhiều các máy móc hiện đại này, mà đỉnh ở một chỗ ấy, đó là nó tập ở ngoài trời. Đấy, vừa tốt cho sức khỏe mà lại vừa gần gũi với thiên nhiên. Đấy, hồ thì lớn nhá, nước xanh, cát trắng, nắng vàng. Đấy, thêm mấy bóng dừa nữa nhìn nó thơ mộng không? Còn cái khu mà The Manhattan với lại The Manhattan Glory này ấy thì nói chung là cũng khỏi phải nói. Đấy, kiến trúc nhà rất là sang trọng, lại còn có cả sự chuyển màu nhà tinh tế, nó tạo lên một cái tổng thể gì đấy nó tuyệt vời lắm. Nó nằm ngay đối diện đại công viên luôn, thực sự nó là quá tiện lợi. Đấy, với một số hình ảnh mà tổng quan như em vừa giới thiệu cho anh em ấy thì anh em có thể thấy là cái đại đô thị Vinhome Grand Park này nhá, nếu mà anh em sống ở trong này nhá, nếu mà ra ngoài nhá, bắt đầu là có ai hỏi thế mày sống ở khu nào, Thủ Đức ấy, trời ơi, lúc đấy là phải tự tin luôn này, tao sống ở đại đô thị Vinhome Grand Park nha. Vinhome Grand Park nha. Đấy, nghe thôi nhá, thằng đối diện lác hết mắt rồi. Đấy, chứ còn ông ở chỗ khác xem, ai hỏi là thế mày ở chỗ nào, Thủ Đức ấy, ui dồi, bắt đầu lại phải diễn tả loáng ngoằng. Tao ở cái chỗ chung cư ABC này, nằm trên đường XYZ này, mày đi vào khoảng 500m, đấy, mày thấy cây xăng nhá, xong rồi mày rẽ phải, đấy, thì nó nằm ở cuối đường. Ui dồi ôi, ông thấy không, tả hết cả hơi luôn, tả thế thì ai muốn nghe nữa, đúng không? Đấy cũng chính là lý do ấy, mà tại sao là cái giá nhà tổng thể của Vin nó luôn cao hơn mặt bằng chung. Đấy, thế nhưng cái quan trọng là chia ra trên từng mét vuông ấy thì lợi ích mà mình được sử dụng ấy nó lại rẻ hơn rất nhiều. Đấy, chính vì thế mà nhà của Vin nói chung là cứ mở bán ở đâu là đắt như tôm tươi đấy. Vinhome Grand Park vừa rồi này mở bán 10.000 căn chỉ trong 20 ngày. Đấy, một cái nữa khiến cho nhà của Vin luôn bán chạy hơn được các cái nhà dự án khác ấy, một phần cũng là bởi tính thanh khoản của nó rất là cao. Đấy, cái tính thanh khoản có nghĩa là gì? Thanh khoản cao ấy nó gồm hai điều kiện chứ không phải là như mọi người vẫn thường nghĩ đâu. Một ấy là phải chuyển thành tiền rất nhanh, và điều kiện thứ hai là phải không mất giá. Đấy, nếu như mà chỉ đáp ứng được một trong hai điều kiện đấy thôi thì không bao giờ một bất động sản được gọi là thanh khoản cao. Đấy, giờ ông bảo là em nói thật anh nhá, em vừa mua được hai quả núi ở kia kìa. Ui, rộng tận 2 hecta rẻ lắm, có 500 triệu thôi. Đấy, thế nhưng mà cái quan trọng ấy là thanh khoản của nó có cao hay không thì nó lại là một chuyện khác. Đấy, đầu tiên nhá là chuyển thành tiền có nhanh hay không. Đấy, hay lại nói chung là phải 8 năm sau mới bán được hai quả núi đấy. Ui dồi ôi, đang cần tiền gấp mày lại bảo chủ nợ là anh đợi em 8 năm nữa em bán xong hai quả núi này để em trả nợ cho anh. Ôi dồi ôi, thì lúc đấy thằng chủ nợ nó trả cho ông lên bảng điểm số luôn đi, chứ làm sao mà 8 năm nữa được, đúng không? Và cái thứ hai, đấy, nếu như ông bán nhanh được thì nó có mất giá hay không? Đấy, chứ giờ bây giờ muốn bán nhanh, ông giao 5 triệu thì cũng có người mua thôi, đúng không? Thế nhưng quan trọng là ông mua vào là 500 triệu, đến lúc ông bán ra có 5 triệu. Ông mua vào là 500 triệu, đến lúc ông bán ra có 5 triệu. Thế còn gọi gì là đầu tư nữa, đúng không? Đấy, chính vì thế mà nhu cầu người mua nhà Vin rất là cao, bởi vì là cái tính thanh khoản là cái bất động sản đấy nó rất là tốt. Đấy, cần tiền nhá, bán phát được luôn, và quan trọng ấy là nó vẫn giữ được giá. Đấy, cụ thể cái tính thanh khoản hiện tại
của các dự án bên trong đại đô thị Vinhome Grand Park như nào ấy, thì là có lẽ cái này mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong số thứ 3. Thì trong số đấy thì anh em sẽ được gặp gỡ với lại bên đại lý phân phối các sản phẩm của Vinhome, thì anh em sẽ hiểu rõ hơn về cái tính thanh khoản này. Đấy, và cuối cùng ấy thì đó là hạ tầng. Hạ tầng thì nó là cái gì? Nó gồm có công viên này, nó gồm các cái tiện ích xung quanh này. Khi mà bạn mua nhà ở bất cứ dự án nào trong đại đô thị Vinhome Grand Park ấy, thì các bạn sẽ được sử dụng luôn cả hạ tầng của hai khu luôn. Tức là vừa được sử dụng tiện ích của căn hộ nhà mình nhá, vừa được sử dụng cái tiện ích của toàn đại đô thị. Đấy, tiện ích của toàn đại đô thị này thì nó để mà lòi với anh em, và lòi về cái tiện ích hai ngày không hết được, vì cái đại đô thị nó rộng tận 271 hecta cơ mà. Đấy, thế nên là nó nhiều tiện ích lắm, nhưng mà nói chung là chỉ kể mấy cái tiện ích nổi bật thôi. Đầu tiên đó là công viên, nó rộng 36 hecta. Đấy, ông chồng nào mà hay bị vợ đuổi ấy, thì thực sự là chỉ cần chạy quanh công viên này thôi là đến sang năm vợ không đuổi rồi. Đấy, trong cái công viên 36 hecta này ấy, thì nó gồm có này, công viên ánh sáng. Đấy, công viên ánh sáng này ấy, thì nó lấy cảm hứng từ Garden by the Bay của Singapore. Có lẽ là anh em ở đây, anh em sang sinh sang cái tòa Marina Bay ở bên đấy thì có lẽ mọi người cũng đã hiểu rồi. Buổi tối lên đèn nè, ui dồi ôi, cả nhà ra đấy check in thì sang chảnh phải biết, bảo ui mày đang đâu, ui em đang đưa gia đình đi sang Singapore tí, mai về. Đấy, quảng trường nhá, có cả quảng trường ở trong đấy, quảng trường cực rộng, anh em có thể đạp xe thả diều thoải mái. Đấy, có cả chỗ nướng BBQ, có bãi cát trắng nhân tạo giống hết như ở biển. Bãi cát này á, nó trải dài 1 km cơ, và cát ấy nó là cát thật, nó cát được chuyển trực tiếp từ Nha Trang về chứ không phải là cát nhân tạo đâu. Thế nên là anh em cảm giác nó rất là thật, như kiểu đi biển thật luôn á. Và ngoài ra ấy, thì nó còn có cả công viên gym tiện ích nữa cơ. Đấy, anh em là không cần phải vất vả đến phòng tập, vừa bước chân ra khỏi nhà cái là có thể tập luyện hít thở khí rời luôn, chứ không phải kiểu là vào phòng gym xong bắt đầu lại còn tập bật điều hòa lên đẩy tạ thì ra đó nó chối tỉ lắm. Đấy, và có khu câu cá này, thì hồ cá này báo cáo anh em được thả có 5 tấn cá thôi, thế nên là anh em cứ đánh bắt kiểu gì đánh bắt thoải mái, về ăn nói chung cuối đời không hết được. Và đấy là cái những cái sự chăm sóc về nhu cầu của cư dân ở trong đại đô thị Vinhome Grand Park. Vâng, đó là những ưu điểm mà mình nghĩ rằng là có thể làm được hài lòng tất cả các thành viên ở trong gia đình. Nếu mà cuối tuần không biết đi đâu thì các bạn có thể ra bãi cát phơi nắng, đấy, đi câu cá hoặc là tổ chức tiệc nướng mà không cần phải tốn thời gian di chuyển gì cả. Nhà rộng mấy thì rộng nhá. Nếu mà không được ra ngoài ấy, thì nói chung anh em biết rồi, nó cuồng chân cuồng tay lắm. Cứ ở nhà cách ly khoảng tầm 7 ngày thôi là biết ngay mà. Đấy, nhất là nhà nào có trẻ nhỏ nhá, ui dồi ôi, không có chỗ mà cho bọn nó chơi, bọn nó chạy nhảy trong nhà cho thì váng hết cả đầu. Chưa kể là hàng xóm xung quanh người ta còn sang, người ta còn chửi cho nữa cơ. Đấy, thế nên là cái đại công viên này nó là một cái quá là tuyệt vời, mà để cho người lớn cũng như là trẻ nhỏ có chỗ ra đấy chạy nhảy nô đùa, thay đổi không khí đó, trẻ con cũng vui hơn mà người lớn nói chung cũng đỡ mệt mỏi hơn. Ngoài ra ấy, thì trong đại đô thị Vinhome Grand Park này ấy, thì còn có luôn cả bệnh viện này, trường học này, trung tâm mua sắm, nói chung là chăm sóc cư dân đến tận chân răng. Vâng, mà qua hai tập vừa rồi thì phân tích đầy đủ về 6 tiêu chí cần có khi mua bất động sản, thì chúng ta có thể thấy là đại đô thị Vinhome Grand Park là một đại đô thị có thể đạt chuẩn tất cả 6 tiêu chí đó. Tiêu chí đầu tiên đó là về pháp lý, cái thứ hai là vị trí, cái thứ ba là tính năng sử dụng, cái thứ tư là giá, cái thứ năm là thanh khoản, và cái thứ sáu thì đó là hạ tầng. Hy vọng là sau hai tập vừa rồi thì mọi người cũng đã có ít nhiều thêm những kinh nghiệm cũng như kiến thức cho riêng mình khi đi mua một bất động sản bất kỳ nào đó cho bản thân. Và